cả lớp là có cái lời cảm ơn với thầy. Đây không phải là cái lời cảm ơn mang tính xã giao mà thật sự là tận cái suy nghĩ, tận đáy lòng. Và mình cảm nhận được là cái khóa học này nó rất là có ích luôn. Mà lẽ ra đó là mọi người phải học cái khóa học này từ sớm hơn chứ không phải là chờ đến bây giờ. Vì thật sự đó là chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, tưởng chừng như là một cái công cụ nó rất quen thuộc với mọi người, đó là PowerPoint, đúng không? Thật ra bản thân tôi cũng là giảng viên mà cũng là 15 năm qua tôi cũng đã dùng PowerPoint rồi. Nhưng mà thật sự là phải nói rằng là chương trình của Niceline, đặc biệt là thông qua thầy Huy nữa, nó mở ra cho chúng ta một cái thế giới nó là vô cùng là hấp dẫn, huyền bí, đúng không? Và phải nói là tràn đầy cái năng lực luôn á. Nó cho chúng ta một cái công cụ để cho chúng ta là có thêm một cái sức mạnh để chúng ta làm việc. Và nó cũng giúp cho chúng ta là có cơ hội để thể hiện cái đẳng cấp của mình. Tôi phải dùng cái từ đó, phải thật sự nói rằng là trong bao nhiêu năm nay đó là mình cứ suy nghĩ là bằng cách nào đó để mình làm được một cái slide để mình trình chiếu rồi báo cáo rồi giảng dạy mà cho nó vừa chuẩn mà nó vừa phải nói là chuyên nghiệp như vậy, thì thật sự là toàn là đi lên mạng rồi search rồi đánh cắp ý tưởng này người kia thôi. Nhưng mà bắt đầu từ khi mà mình học được cái buổi học ngày hôm nay thì tôi nghĩ bắt đầu từ hôm nay đó thì không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn chúng ta đã có thể là tự tay mình làm ra được những cái điều mà tưởng chừng như trước đây là chúng ta không làm được, đúng không các bạn? Cho nên nó phải nói thật sự đây là một cái lớp học mà cái giá trị của nó tôi nghĩ là chắc là không đo bằng tiền, nên nó quá là tuyệt vời đi. Mà tôi cũng mong rằng là tất cả chúng ta, những người của ngân hàng Việt Bank mà đã tham dự khóa học ngày hôm nay đó, thì khi về chúng ta nên vận dụng nó. Có thể là bước đầu chúng ta còn sẽ quên tới quên lui, nhưng mà chúng ta cứ luyện thôi. Thì thật ra thì theo tôi nghĩ rằng là thầy làm rất là thuần thục, thì chẳng qua là thầy cũng làm nhuần nhuyễn nhiều lần thôi, đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta cũng phải đặt niềm tin là đôi khi chúng ta làm còn đẹp hơn thầy nữa, đúng không? Là làm còn nhanh hơn thầy nữa. Tại sao chúng ta không nghĩ là như vậy? Chúng ta nghĩ đến cái điều đó để chúng ta sử dụng nó nhiều hơn, để chúng ta thể hiện được mình và chúng ta góp phần để cho ngân hàng Việt Bank cũng thể hiện trên thị trường luôn. Và thì đâu đó tôi thấy ở đây các bạn phía dưới là giảng viên, các bạn là những người làm bên ngoại hối, các bạn là những người mà phải là làm liên tục những cái báo cáo về tài chính vân vân, thì tôi cảm thấy rất là tự hào là trung tâm đào tạo đã mời được thầy Huy và Niceline đạt cái chương trình này. Tôi mong rằng đó là lãnh đạo cũng là tiếp tục để cho chúng ta có thêm những chương trình giống như vậy để lan tỏa ra cho các khu vực. Và một lần nữa thì là cảm ơn thầy Huy rất là nhiều. Thay mặt cho cả lớp, cảm ơn chúng tôi đã cho chúng tôi những cái công cụ rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow, thực sự cái phần phát biểu của anh Hiệp là cái phần phát biểu xúc động nhất.